Cô Mỹ Tuấn xin kính chào toàn thể các bác nhá. Bây giờ là 2 giờ chiều thứ ba ngày 11 tháng 1 năm 2022. Và vào lúc này thì chúng tôi đang có mặt ở tại nhà chú Mai. Đó, cô chú Mai đến từ tổ 35 cụm 5 phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Và chúng tôi bàn giao và lắp đặt compo cho chú là một bộ đồ thờ, tức là một chiếc bàn thờ chất liệu bằng gỗ hụ và một bộ ngũ sự được làm chất liệu bằng đồng cát tút nhá, hàng làm theo đúng lề lối cổ. Và hôm nay thì chú đã về trực tiếp tại cơ sở của chúng tôi để sở hữu mua ủng hộ chúng tôi cái sản phẩm này, nhân dịp là chuẩn bị là đón xuân năm mới, cũng để thờ cúng tổ tiên cho nó trang nghiêm và trang trọng hơn. Và đây là hình ảnh chú Mai đây. Cháu cảm ơn chú nhá. Vâng, và cảm ơn nhá. Bắt tay cảm ơn anh Tuấn nhá. Nhân dịp đây, cơ sở Bùi Tuấn kính chúc là chú cùng đại gia đình mình là luôn luôn có sức khỏe rất là tốt. Vâng. Bước sang năm mới 2022 an khang thịnh vượng. Và để cho cảm ơn chú nhá. Và đây, tôi sẽ quay một chút nhá, đây quý vị xem đây. Chiếc bàn thờ này là có kích thước là 2m17 x 1m07, chiều cao từ mặt đất lên mặt bàn thờ là 1m27. Và đúng cùng thước tài lộc đo bàn đó. Và đây là bộ ngũ sự. Ngũ sự đây thì bộ này thì được làm bằng chất liệu đồng cát tút nha, hàng cực đỉnh cao luôn. Đó, không phải là hàng chợ, hàng pha trì các bác nhá. Không phải là cái dòng gọi là 8-10 triệu, 12 triệu bộ các bác nhá. Đây là hàng đẳng cấp luôn. Và được đúc thủ công và được đục tay. Đấy, đục tay chứ không phải là làm bằng máy các bác nhá. Đây, hàng làm tay biết ngay này, nhìn cái nhận ra luôn. Và trên là có 3 con nghê. Nghê tượng trưng cho tài lộc. Và con nghê này thì con nghê ở đỉnh này thì là nghê thông phong các bác nhá. Đốt trần là nghê thông phong, thông là ra mồm này. Đấy. Và cao là 60-61. Và đôi hạc thì cũng cao khoảng 6-7-8 gì đó. Đó. Cái quả đỉnh này thì cao hết cũng tầm khoảng đó. Và quả đỉnh này thì nó rơi vào tầm cân ngoài 20 cân nhá các bác nhá. Nó rất nặng. Đây là đôi hạc. Và đây là đôi đèn, đôi chân lến. Thì những cái bộ này thì phải nói là cực kỳ đẹp luôn. Đấy, đồng chất liệu bằng đồng cát tút. Trong này thì hơi tối nên là chúng tôi quay không rõ được. Đây, các bác xem đường nét trơn này. Đó, mặt hồ phù này. Từ các cái lanh này. Và lên trên đây thì mồm nghê này, đấy, làm bằng thủ công. Và những cái mặt hàng này càng chơi càng có giá các bác nhé. Càng chơi càng có cái giá trị cả về vật chất cũng như là tinh thần. Đấy, nó rất đẹp luôn. Các cái đồng này thì càng lâu thì càng ngày nó càng xuống men, xuống màu càng đẹp. Và đây là đôi hạc. Đấy. Và chú Mai là khi mà làm ăn có điều kiện hơn thì chú nâng cấp lên bàn thờ để tưởng nhớ gia tiên các bác nhá, tưởng nhớ gia tiên. Và mặt bàn thờ đây thì mặt là dày 2 phân các bác ạ. Và khung này là dày 4 phân. Và yếm này là dạng này là giấy 4 phân và chân là chân vuông 12. Đấy, chất liệu bằng gỗ hụ và được chúng tôi thửa mới nhé các bác nhé, thửa mới làm mới ra. Rất là đẹp. Và trên này thì là các cái gọi là bầu rượu này. Bầu rượu và cuốn thư mai đào. Và đây là cũng là bầu rượu giải lụa. Gọi là bầu rượu túi thơ. Còn ở bên này là được đục là tùng cúc trúc mai. Tùng cúc trúc mai thì đây là tùng song thọ này. Bên này là cảnh trúc vì cúc. Đấy, hai chữ song thọ. Và bên này là cảnh mai, cũng hai chữ song thọ. Và dưới đây thì là được đục ngũ phúc giải mây, mang lại rất là nhiều tài lộc cũng như là may mắn nhá. Đó, và chúng tôi nắp xong lên như này để cho chú là nhà gia đình cô chú là thắp hương gia tiên đã. Xong thì bắt đầu mới chuyển vào vị trí. Như do tính chất công việc đâm ra là ngày cuối năm chúng tôi cũng nắp luôn. Để tí nữa cô chú tự chuyển vào và tôi lên một đoạn clip ngắn để cho các bác cùng xem. Đây là đốc ngang. Đốc ngang này, bên mặt này. Đây. Đây, đấy, quá đẹp. Đây chú cũng đang giới thiệu. Đây là hàng chợ này, hàng chợ là bị mọt hết này. Đấy các bác thấy không ạ? Đồ không tốt mà rác nào sẽ mọt này. Đấy chú thì năm nay thì đấy, các
khi mà chú có điều kiện kinh tế hơn thì chú nâng cấp lên bộ đồ thờ này để tưởng nhớ tổ tiên, cũng như thắp hương bàn thờ gia tiên, sẽ để cho các cụ có bàn thờ đẹp hơn. Đó, và đây là cái tủ này thì nó bị rác, đâm ra là chú phải nâng cấp. Đấy, gỗ nó không được tốt thì các bác cũng như quý vị sẽ biết là nó sẽ bị mọt, bị hỏng đấy, theo thời gian. Và quý vị xem video clip chúng tôi thì nhớ đừng quên là đăng ký và subscribe kênh để có thể liên tục cập nhật cũng như là theo dõi những cái sản phẩm mà chúng tôi đang làm ngay. Cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bác và quý vị ở những cái video clip tiếp theo. Xin chào.